này đi bộ mà lo quay phim là hơi rất ít xong mà. Đây cái Melbourne Exhibition, mình ở đây mình có thấy cái chiếc tàu nữa không? Đây cái quán này là hồi nãy mình đi bọc ở bên trong, mình đi ra đây đẹp quá ha. This is Melbourne Convention Centre. Number 9 and turn right. Đây còn chỗ nằm. Cái này là khu triển lãm, này là cái bưu điện rất là lớn nha. Cái có nhiều để triển lãm. Hôm nay mình đi coi triển lãm về cái di tính và dụng cụ sử dụng trong ngành làm việc. Information Technology Exhibition, and so it's quite special. Registration down here. I thought 9 was the door, but 10 is actually, it's not door number 9, it's just further down.